Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 6 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Yên Bái truy tìm người đến một số điểm tại tỉnh Lào Cai và Hà Nội. Và theo thông tin từ báo vov.vn thì theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và Sở Y tế Lào Cai chiều ngày 5 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, xã, phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm dưới đây. Và theo thông báo, các trường hợp có đi đến các địa điểm sau cần thực hiện cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay. Và tại Hà Nội là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, Đông Anh từ ngày 21 tháng 4 trở lại đây. Tại tỉnh Lào Cai gồm các đơn vị tại xã Sapa như là khách sạn Pulse, tổ 1, phường Cầu Mây, nhà hàng Đỗ Nguyên 214 Thạch Sơn từ 19:30 đến 21:00 ngày 30 tháng 4, quán massage Chân Lá Đỏ, tổ 6 phường Spa, đi cáp treo Basipan từ 8:30 đến 13:00 ngày 2 tháng 5 và quán cơm Liên Tôn, tổ 3 phường Sapa vào khoảng thời gian 13:00 đến 14:00 ngày 2 tháng 5. Và nếu anh em nào có đi qua những trường hợp đó thì hãy khai báo y tế và nơi gần nhất để được cách ly một cách đúng quy định của pháp luật. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết cách ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Tạm biệt.